Thưa quý vị, 15 nghi can tham gia vào đường dây sản xuất vaccine phòng bệnh giả mới đây đã bị cảnh sát Indonesia bắt giữ. Vụ việc thì đang gây chấn động lớn đối với người dân tại quốc gia vạn đảo, nhất là khi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những trẻ em. Vaccine phòng sởi, đậu mùa, bại liệt, viêm gan B và cả huyết thanh trị độc rắn. Đây là những tăng vật thu được từ chiến dịch triệt phá đường dây làm giả vaccine được cảnh sát Indonesia tiến hành kể từ giữa tháng này. Có 5 đối tượng tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất. Họ thu thập vỏ chai rỗng từ các bệnh viện, lấy nhãn để dán lên các lọ vaccine giả khác. Số còn lại làm nhiệm vụ phân phối, chủ yếu là tới các nhà thuốc nhỏ lẻ và phòng khám tư. Việc đường dây này bị đưa ra ánh sáng đã tạo ra mối lo ngại lớn trong dư luận bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là trẻ em. Giờ đây các bé đang đứng trước nguy cơ mắc bệnh, nhiễm trùng hoặc thậm chí là bị các tác dụng phụ có hại cho sức khỏe. Đường dây này đã hoạt động kể từ năm 2003, vì thế chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan như Bộ Y tế, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm trong nước. Qua đó mới có thể có giải pháp để ngăn chặn triệt để những đường dây làm giả vaccine như thế này. Quá trình vaccine giả bị tuồn ra thị trường có thể kéo dài hơn 10 năm. Vì thế chúng tôi cũng cần phải kiểm tra lại hồ sơ của tất cả những trẻ đã tiêm phòng để có phương án tiêm lại cho các em. Trước khi có kết quả kiểm nghiệm tác dụng phụ của vaccine giả, giới chức Indonesia hiện đang khuyến khích các bậc phụ huynh nước này đưa con đến các bệnh viện công để kiểm tra khả năng miễn dịch và cân nhắc tiêm phòng bổ sung cho các bé.